Alo. Alo, alo, alo. Dạ em chào anh bé bơ Trần Ngọc nha. Em chào mọi người nha. Dạ em chào anh Kim Lê, em chào anh Vũ Hảo, em chào anh Đạt Nguyễn. Hello mọi người. Mọi người vô xem like của em đi ạ. Em chào anh Kim Lê nha. Mọi người ơi, Victory Tân Thủ, mọi người nhận miễn phí ở NBC Song Long S5 New Name nha. Đó, sau khi nhận xong thì sẽ được một set siêu tước. Đó, mọi người mặc vào nha. Dạ không phải hát báo đâu anh ơi. Một set siêu tước tướng miễn phí nha mọi người. Làm sao để có event nhiều vậy anh em? Event thì anh chen nguyên liệu rồi anh ghép lại nha, hoặc anh mua của mấy người cày cuốc á. Dạ chào anh Trung Lê Minh nha. Mọi người chia sẻ livestream giùm em với. Mọi người sẽ được phục sinh thú cưng miễn phí nha. Dạ em chào anh Hữu Ý Tiger. Anh ơi mấy bạn support đang đi chợ hay sao anh ơi, xíu nữa sẽ có người hỗ trợ nha. Mọi người kích hoạt điểm năng động nè, chu tích lệnh nè, người năng động. Rồi sau đó mình là làm nhiệm vụ nha. Lâu quá không chơi em cũng quên mất tiêu. Mọi người làm hết mấy cái nhiệm vụ trong đây nè mọi người. Thẻ tháng nè, gia nhập thế lực. Mọi người vô xem đông đông đi rồi à, em phát quà nha. Mọi người có thể tiêu lệnh bằng cách quay.
hoa cụ bỏ chai, hoặc là đào rương quý tỵ. Em sẽ mua kim phiếu. Này mọi người quay từ bộ trai nha. Chắc mua hết luôn đi. Mình quay tờ vỏ chai để mình lấy tiêu phí tiêu phí lạnh nha. Hình như rút nhanh được nè. Mọi người có thể tiêu phí từ bộ chai hoặc là đào rương. Đào rương thì mình lại chỗ đây. Đây mọi người đào rương ở đây nha. Chỉnh auto đi cho nó nhanh. Chắc là đầy rương quá. Để em dọn bớt rương. Đủ rồi mọi người ơi, tiêu 500 thiên kiêu lệnh là đủ rồi nha. Em có mấy cái máy này nè, ai lấy qua em cho nè. Giờ để em đào hết cái 3.000 thiên kiêu lệnh này, xong rồi có cái gì á em bày bán ở trên đây mọi người qua mua nha. Đây mọi người có một cục tẩy tâm level 9 nè, luyện lô nè. Sao không lên được fan cứng chứ chơi server và từ lúc S1 đến S5 vẫn chưa có cái hiệu fan cứng nè. Anh ơi anh tương tác nhiều vô, anh chia sẻ vô đi anh. Chia sẻ nhiều vô anh ơi. Em thấy mọi người lên fan cứng quá trời mà. Dạ có lắc đâu anh, em chào anh Hoàng Tú nha. Mọi người ơi xem livestream mọi người chia sẻ giùm em nha. Mọi người em đào được một cái túi kim sạch chín đó mọi người. Được một cái túi kim sạch chín đó nè.
Mình mới chơi bạn hướng dẫn lấy ngoại trang đi. Kim tài chính bây giờ bỏ anh ơi, server mới cái tài chính hiếm lắm nha. Đã có ai cày được năng động đâu. Năng động là tới mốc cuối mới có nè. Lấy ngoại trang, dạ ok em sẽ hướng dẫn anh lấy ngoại trang nha. Anh đợi em xíu nha. Để em cất đồ lên đây cái. Rồi bây giờ á, đầu tiên là anh muốn lấy ngoại trang á, thì anh lấy ngoại trang chuyển sinh ở NPC Bạch Tiên Sinh giùm em nha. Anh ấn vô dòng này, nhận lại ấn vào ngoại trang chuyển sinh. Rồi sau đó là sẽ có một bộ chuyển sinh của theo hướng chuyển sinh của anh nha. Em đây là hướng hổ, hướng hổ nè đó. Còn anh mà muốn lấy đồ đẹp á, anh mở cái tủ áo này lên, tủ áo thiên biến nè đó, ở dưới đây quá trời đồ luôn. Rồi làm sao mà để có cái điểm để đổi á, thì anh nhận coi đe đúng không, là anh được cái đây cái ngân phiếu đây. Rồi anh mua cho em cái vé tiêu y vàng đây, anh mua cho em. Rồi anh xài là có điểm, là anh mua ngoại trang đó. Anh thích bộ nào thì anh mua bộ đó. Em bộ xanh này đẹp nè, màu đỏ đi. Rồi anh mua. Rồi mua xong đúng không, là đó anh ẩn link ngoại trang vô, thì anh chọn dòng này nè, kích hoạt à, vậy đây kích hoạt chế tạo nè, tốn 800 vàng nè. Dạ còn anh muốn lấy ẩn linh cấp 7, cấp 8 thì anh lại cái cây mai nè, anh mua. Đó, nó có cửa hàng nè. Đó, anh mua thôi. Rồi anh ép vào. Em ẩn link ngoại trang chuyển sinh cho anh xem nha. Đây anh em lưu ý nha, ẩn link là nó sẽ bị có thời hạn nha. Rồi như vậy là có một bộ rồi đó. Lấy cánh thì ở đâu người đẹp? Anh ơi cánh anh ở qua trang sức nè anh. Đây anh. Cái điểm phong hoa này thì anh nhận mấy cái mốc công trạng hay mấy cái gift code á là sẽ có nha anh. Còn ngoại trang vĩnh viễn đẹp thì hình như là ăn event hay là đào rương á. Đào rương đến mốc 4.000 á. Mọi người có ai lấy mấy cái này hôm qua em đang cho nè mọi người ơi. Rồi bây giờ đến cái năng động nha mọi người. Sau khi mọi người làm mấy cái nhiệm vụ nè, bây giờ còn nhiệm vụ nè, gia nhập thế lực. Rồi bây giờ mình đi gia nhập thế lực đi. Cộng tiềm năng cái nè.
mình lên Võ Lâm Minh để mình gia nhập thế lực nha. Rồi mình gặp mấy cái ông đây nè. Đó, có ba ông thế lực nè. Muốn vô ông nào thì mình vô. Rồi mình nhập thế lực rồi thì mình quay về, mình chạy nhiệm vụ. Vậy là mình được 9.300 năng động rồi, bây giờ mình sẽ nhận phần thưởng. Đầy rương rồi. Nhận thưởng hết luôn nha. Đây có đồ tẩy kim xà nè, mình cất đi, xíu mình tẩy. Đây mình được một cái nón lăn xương nè, một bộ kim sa tám nữa nè, nhưng mà mình không dùng nữa, mình cất. Bây giờ mình lấy cái nón lăn xương nha. Đi thân pháp đi. Nếu mà mọi người có kim phiếu á, thì mọi người nộp cái dòng này, một ngày được 1.000 năng động nè. Để mình được xem cái áo lăn xương nè. Giờ đi thảm đá đi.
Chắc xài kim xà nội công đi. Kim xà này nó hơi yếu. Em chào anh Trần Xuân Đông nha. Cưới gì anh? Rồi không có gì luôn. Dạ em cho anh dịp tài nha. Anh ơi em không có không biết chơi á, em làm đại á. Mọi người chắc là em sẽ góp ý lên admin để làm cái Discord xem livestream nhận Discord nha. Để có gì tối nay em like hoặc là mai em like mọi người vô coi là sẽ có quà nha. Em đi đàn em đi full đam á. Em đánh nhau á, em không có đi đi đàn KP đâu. Anh Đông nói đúng nè, anh kia không biết gì hết trơn. Có chừng gặp em đánh anh chết á. Đừng có giỡn. Chắc đục lỗ xong là em đi đào rương nha mọi người. Em đi đào rương để lấy kinh nghiệm với lại lấy văn sức năm. Em chào anh Thành Sang nha. Dạ, cái đang bỏng anh.
Cái ăn bổng em không biết chơi. Để ngày mai nha. Hôm nay em làm con nha mi đàn này triệu tân thủ thôi. Chứ em không có đánh nhau nên là không có làm ác mạnh đâu. Có một cục khám phá nè. Em cảm đỡ thôi nha mọi người, chứ không có đủ đá. Đào full móc rương hình như là một triệu mấy anh, một triệu hay là 1,2 triệu gì á. Đào xong là đủ đồ hết luôn á. Chỉ em nâng kinh mạch con này với. Em không biết nâng kinh mạch nha mấy đàn. Em chào anh Phong Nguyễn nha. Em đi đầu rương mọi người ơi. Mua hết thì siêu lạnh luôn nha. Anh Trung Lê Minh đổ mồ hôi dữ vậy anh. Trời ơi, mở cái này lâu ghê luôn. Có cái nào mở nhanh hơn không ta? Rồi nó lát luôn rồi mọi người, nó lát luôn nè. Tiền cũng khổ quá ha, mở thiên kêu lệnh này mệt thiệt á. Trời, nó lâu ghê luôn á trời ơi. Rồi xong, em đào ra này luôn.
mấy cái lắc này là em bỏ nha mọi người. Trời được một ô với sức năm nè mọi người ơi. Thêm dĩa ta mới mới đào luôn á. Hôm qua đào full từ 12 giờ đến 14 giờ. Trời ơi anh cài auto vô anh. Mấy cái này em bán để cho đỡ chật rương nha mọi người. Tại em đào cho mọi người coi thôi chứ em không có tham gia game á, nên không giữ lại làm gì hết. Đây mấy cái này em bán hết nè, em giữ lại nè. Còn cái này để đi. Rồi bán đi, rồi là mua sao. Mấy cái lắc này là em bán hết nha. Mọi người ơi, em che đầu rương á mọi người, em mở chuyện ma cho mọi người coi nha, nghe nha. Chứ em che quá. Túi đá quý 1, 2 bán đi em. Dạ dạ để em bán luôn. Ma đau thạch là em bán luôn nha. Em không xài mấy cái ma đau thạch này đâu mọi người. Dạ mọi người ơi em chuyển qua mở chuyện ma nha. Em mở chuyện ma nha mọi người. Xong em treo đầu rương nha. Cho em đi ăn cơm á. Mọi người nghe chuyện ma vui vẻ nha. Có gì tối gặp lại nha. Xô nhiều cắt xê cao, fan hâm mộ tràn lan khắp nơi. Bỗng dưng cả tháng nay, 4 tuần liền anh đều bỏ hết các xô. Khi phone hoặc text cho các bầu xô, anh chỉ nói là mình đau, nhưng không ai biết là bệnh gì. Căn nhà rộng thênh thang mới mua được hơn 2 năm, tường linh khóa lại, bỏ trống, chỉ mang một ít. Mình chừng nửa tiếng lái xe. Tường Linh chỉ có 2 chị em, Xuyến năm nay 32, hơn Tường Linh 2 tuổi, có chồng nhưng chưa có con. Lúc Tường Linh phone cho chị, ngỏ ý muốn sang tạm trú, Xuyến ưu tư bảo. Thì đấy, chị cũng đang định gọi em đây này, nghe nói em đau, chị mới nghe đây thôi. Con Tâm nó nói cho chị biết, thế đã đi bác sĩ chưa? Họ có nói là cái bệnh gì nguy hiểm lắm không? Em đừng có coi thường sức khỏe nhé. Tường Linh trấn an chị. Đâu có gì chị, em chỉ mệt thôi, chứ không có bệnh gì đâu. Xuyến cãi ngay. Ca sĩ ăn khách như em, mỗi tuần 2-3 show mà em bỏ hết, thì không thể bảo là không có gì. Nhất là chị biết tính em, người nặng trách nhiệm, nên nhận show là có khi nào em bỏ đâu. Tường Linh cắt ngang. Thôi, để em qua bên chị rồi mình nói chuyện. Nhà chị còn dư phòng phải không? Em tính qua ở nhờ một thời gian. Xuyến nói ngay. Em bán nhà sang ở luôn với chị cũng được. Nhưng bữa nay em lái xe được không? Hay là để chị qua chị đón? Tường Linh cười đáp. Được chứ chị. Em bình thường. Chị đừng có lo quá. Em qua liền bây giờ nghe chị. Xuyến đang đứng ở quầy bếp bảo em. Ừ, qua đi em. Chị đang nấu cơm gần xong rồi đây này. Anh Doanh cũng sắp về rồi. Doanh là chồng của Xuyến. Có văn phòng luật sư riêng, đông khách. Cuộc sống rất thoải mái. Anh có cái tên dễ nhớ là Lý Quốc Doanh. Bạn bè thường đùa giỡn dọa biểu tình chống luật sư Quốc Doanh, nhờ vậy giúp anh càng có nhiều thân chủ. Xuyến vừa dứt phone với em trai thì Doanh về. Xuyến kể qua cho chồng biết tình hình của Tường Linh, nhấn mạnh đến việc Tường Linh bỏ show liên tiếp một tháng,
là điều mà Xuyến cho là rất nghiêm trọng. Bởi vậy trong bữa cơm chiều hôm ấy, Doanh nghiêm nghị bảo Tường Linh: có thể cậu không có bệnh gì đặc biệt, nhưng anh thấy trong mắt cậu có ánh vàng và toát ra nét mệt mỏi. Cậu nên đi bác sĩ chuyên khoa đi. Xuyến lấy thức ăn cho Tường Linh và nói: thì em cũng bảo thế mà nó có nghe lời đâu, nó cứ bảo là nó không sao. Thế này, đi bác sĩ đi em ạ. Nhìn em mệt mỏi mà chị thấy em gầy hẳn đi đấy. Tường Linh gật đầu thú nhận: vâng, em xuống mất khoảng 5 pao. Xuyến nhấn mạnh: ấy, nhưng mà xuống nữa nếu mà em không tìm ra nguyên nhân. Ngay cả bữa nay nhá, chị thấy em ăn uống rất là uể oải. Bình thường là em ăn khỏe lắm chứ đâu có như hôm nay. Doanh nói đùa một câu cho không khí bớt nghiêm trọng, anh bảo: cậu ở đây mà cậu ăn ít quá thì chị Xuyến buồn lắm, vì chị vốn nổi tiếng là người nấu ăn ngon. Tường Linh gượng cười nói: nhưng ở với chị ăn ngon quen rồi thì mai mốt em lấy vợ sẽ khổ lắm, vì chả biết vợ em có nấu ngon được như chị hay không. Xuyến sốt ruột cắt ngang: thôi, bây giờ thì cứ lo chuyện sức khỏe đi đã, chuyện lấy vợ tính sau, chưa phải đến lúc bàn thế. Tường Linh đã quen với lối nói chuyện đầy tính gia trưởng của Xuyến từ hồi còn nhỏ. Vì nhà chỉ có hai chị em sống với nhau, và Xuyến tuy chỉ hơn em có 2 tuổi, nhưng luôn luôn đóng vai người chỉ huy của Tường Linh, hướng dẫn em về mọi mặt. Người ta bảo con gái lúc nào cũng khôn trước tuổi là như vậy. Sau bữa ăn có thêm một người bạn của Xuyến là Tâm đến chơi. Tâm là bạn của Xuyến chẳng những suốt 4 năm đại học, mà hơn thế nữa cả hai cùng tình nguyện dạy lớp Việt ngữ suốt mấy mùa hè. Cho nên dĩ nhiên Tâm biết rõ Tường Linh và bây giờ trở thành fan hâm mộ của Tường Linh. Bình thường Tâm ít có dịp gặp Tường Linh để chụp hình đưa lên Facebook, vì Tường Linh đã ở riêng, Tâm chẳng có cớ gì để ghé thăm. Hôm nay Xuyến báo cho Tâm biết Tường Linh về nhà mình và rủ Tâm sang họp mặt. Tâm vẫn thường đi coi show của Tường Linh, nhưng giữa đám đông đâu có trò chuyện gì được, mặc dù là người quen cũ. Bản tính Tâm lại tự trọng, không muốn dùng những hình ảnh cũ chụp chung với chị em Xuyến để đăng lên, chứng tỏ là mình quen thân với Tường Linh từ lâu rồi. Hồi mới lên đại học, Tâm hay ghé nhà Xuyến và có lần khen Tường Linh đẹp trai. Xuyến hỏi đùa: thế mày có muốn làm em dâu tao không? Tâm, Linh, hai cái tên ghép lại quá hay. Nhưng mà tao nói trước nha, là em trai tao hiền lắm á, mày đừng có bắt nạt ạ. Gọi Tường Linh là đẹp trai thì cũng không đúng. Anh chỉ vừa tầm, không cao không đẹp, chỉ có giọng hát hay và nhất là có duyên sân khấu. Trong xã hội luôn luôn có những chàng trai không đẹp nhưng quyến rũ, người ta gọi là số đào hoa. Tâm vốn không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, huống chi Tường Linh ngày ấy lại cũng đang đi học, chả có tương lai gì sáng giá. Nên Tâm bảo: ui, tao đang có người yêu mà, mày đừng có xúi dại. Bây giờ thì Tâm đã 32, trải qua mấy mối tình nhưng chưa lập gia đình. Vì tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nên Tâm không xưng chị với Tường Linh. Hễ nói chuyện với Tường Linh thì nàng xưng tên mình và gọi tên Linh, bởi Nguyễn Tường Linh là tên thật. Nhà Xuyến có mảnh sân sau rất đẹp, không lớn quá nên khung cảnh thật ấm cúng, cây kiểng trồng quanh tường. Giữa sân có bộ bàn ăn hình chữ nhật, đủ chỗ cho cả chục người. Trên đầu có mái che, nắng che mưa bằng loại vải rải hộm. Khi Tâm đến, Xuyến vừa rửa chén và dọn dẹp xong, giục chồng pha cà phê và bình trà mang ra sân. Xuyến mang theo hộp bánh Le Nôt và macaron hiệu La Durée, là hai thứ nổi tiếng và bậc nhất của Pháp. Cả hai thứ này đều do Tường Linh mua làm quà cho Xuyến sau mỗi chuyến lưu diễn bên Paris. Vợ chồng Xuyến ngồi một bên, đối diện bên kia là Tường Linh và Tâm. Vừa ngồi vào bàn, Tâm lên tiếng bảo Tường Linh: trời ơi, cư dân mạng đang xôn xao không hiểu tại sao mà Linh bỏ show cả tháng nay. Đủ mọi thứ tin đồn hết á. Chính Tâm cũng tưởng là Linh bệnh nặng lắm á chứ, nên hôm nay mới tới thăm. Hóa ra Tâm thấy Linh vẫn bình thường. Tường Linh gượng cười đáp: bệnh thì không bệnh, nhưng thấy hơi mệt, muốn nghỉ một thời gian cho khỏe. Tâm làm bộ ngờ vực nói: hay là lâu lâu làm scandal cho thiên hạ chú ý. Xuyến vừa rót cà phê vào tách vừa nói: làm scandal kiểu đó thì hơi bị ngu đấy. Một tháng 8 show,
Bao nhiêu là tiền? Huống chi là trong giới nghệ sĩ, chỉ có những người chưa nổi hay là đang xuống dốc thì mới làm scandal. Tường Linh xô nhiều lắm, đẩy ra không hết thì làm scandal làm cái gì? Tường Linh không nói gì khiến Tâm càng ngạc nhiên. Bình thường Tường Linh rất niềm nở, vồn vã, tuy tuổi còn trẻ, đã có phong cách quảng giao. Hôm nay thầm lặng thế này thì chắc phải có tâm sự gì sâu xa lắm. Đã toan hỏi nhưng lại thôi, vì trong thiên hạ có nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư mà vẫn muốn giấu. Biết Tường Linh chả nằm trong trường hợp này chăng? Chờ Xuyến và chồng pha xong bình trà và cà phê, tắt bớt ngọn đèn chung quanh cho không gian trầm lắng hẳn xuống, Tường Linh mới u sầu bảo Xuyến. Chị Xuyến ơi, em không chắc là em còn đi hát được nữa hay không? Mọi người đều tròn mắt nhìn Tường Linh. Xuyến hốt hoảng buột miệng kêu lên. Em nói cái gì mà ghê vậy? Đừng có nói những lời xui xẻo, nó vận vào trong người á. Rồi Xuyến làm con tính rất nhanh. Chồng nàng học chầy ra sức vẩy mở văn phòng luật sư, đôi khi phải đem cả việc về nhà làm, rồi hì hục cạnh tranh quảng cáo, phụ trách luôn cả một pháp luật phổ thông trên TV. Vậy mà thu nhập một năm cũng chỉ tương đương với Tường Linh. Bây giờ nếu Tường Linh không đi hát nữa, về nhà làm cái gì để sống? Tâm tò mò hỏi. Ô, tại sao vậy Linh? Tại sao lại không đi hát được nữa? Đang lên như diều gặp gió mà năm nay thì mới có 30 thôi mà. Sao lại tính bỏ nghề? Ông anh rể chen vào một câu khôi hài cho không khí bớt căng thẳng. Anh đang tính bỏ nghề luật sư để đi hát. Mà cậu nói thế thì chắc anh phải xét lại. Tường Linh khẽ nhếch mép cười. Anh nhìn Xuyến ngồi đối diện và nghiêm trang hỏi. Chị Xuyến, chị có bao giờ tin là người ta bị hồn ma theo đuổi không? Xuyến lại kêu lên. Thôi đi, em ơi, em nói cái gì mà kỳ vậy? Hồn ma theo đuổi ai? Bữa nay sao mà nó toàn nói chuyện gì đâu không à? Này, tỉnh lại coi. Nghe nhắc đến hồn ma, Tâm giật mình tự động ngồi xích lại gần Tường Linh hơn. Ông anh rể cũng ngạc nhiên vì Tường Linh bất ngờ đổi đề tài. Anh nói, người hâm mộ cậu đã quá đông rồi, bây giờ chả nhẽ lại còn có cả ma hâm mộ. Doanh tưởng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ Tường Linh gật đầu đáp. Vâng, thế mới nói, người hâm mộ thì thường thôi, có gì đâu mà em phải nhắc đến. Em bị ma theo đuổi anh ạ. Tường Linh vừa dứt lời thì tình cờ một cơn gió bất ngờ thổi đến, làm mấy nhánh cây quệt mạnh vào mái lều, kêu lên xoàn xoàn. Đùa em à? Hồi nào tới giờ em đâu có tin có ma. Tâm lại càng ngạc nhiên hơn, hỏi thẳng Tường Linh. Nhưng mà người ta nói là ở Mỹ chỉ có phim ma chứ đâu có ma đâu. Bộ Linh gặp ma rồi hả? Tường Linh lại gật đầu làm cả bàn đều sửng sốt. Tâm vội vàng bảo Doanh. Ôi trời ơi, anh Doanh ơi, anh Doanh, bật đèn sáng lên đi anh. Không khí âm mù quá, rùng rợn quá, bật hết đèn lên đi anh. Doanh vốn không sợ ma tí nào nên bảo. Khỏi, lâu lâu mới được nghe chuyện ma một lần. Cứ để thế này đi, bốn người ngồi đây chứ có phải mình Tâm đâu mà sợ. Xuyến nhìn em trai bằng ánh mắt nặng trĩu lo âu. Doanh hiểu tâm trạng vợ, anh uống hớp cà phê rồi đặt tách xuống và nghiêm trang bảo Tường Linh. Anh không biết cậu gặp ma như thế nào, nhưng theo thống kê của Mỹ cho biết thì hơn 90% những trường hợp gọi là gặp ma thật ra chỉ là ảo giác. Cũng có những người anh không biết là hên hay là xui, nhưng họ có giác quan thứ 6. Họ nhìn thấy những cái mà người khác không nhìn thấy. Anh có ông bạn làm đại diện thương mại đi chào hàng khắp nơi. Mỗi khi đẩy cửa vào phòng khách sạn, nhất là khách sạn cũ ở Âu Châu, ông ấy hay thấy có một đứa bé ngồi ở sofa hoặc đứng ở sau sofa. Ông ấy giật mình bỏ ra và đòi đổi phòng khác. Nhưng mà đổi mấy phòng rồi vẫn cứ thấy đứa bé đó, mặc dù những người khác không hề thấy, vì thật sự không hề có đứa bé nào cả. Tường Linh gật đầu chen vào. Cái đó thì em tin. Trong giới nghệ sĩ chúng em cũng có nhiều người như thế, nhìn thấy những cái mà người khác không thấy. Doanh lại tiếp. Rồi lại có người nhìn thấy người khác bị lửa bốc cháy trên đầu mà thật ra không hề có. Thậm chí có người đi ngoài đường nhìn thấy hàng cây hai bên đường đang bốc cháy. Anh kể những điều này để
cậu nghĩ lại xem, có thật là cậu gặp ma hay không, hay chỉ là tưởng tượng rồi cậu bỏ nghề đi hát thì uổng lắm. Bỏ nghề đi hát, đó là cái viễn ảnh đen tối mà Xuyến rất lo sợ. Em trai nàng nổi tiếng chẳng những mang lại niềm hãnh diện cho nàng, mà tiền bạc cũng dư giả, cần tiêu gì là có ngay. Vào nghề mới có mấy năm đã mua được nhà, cho nên nàng nói xuôi theo lời của chồng. Anh Doanh nói đúng đấy em ạ. Chuyện ma thì trăm chuyện chưa chắc đúng được một chuyện. Em đừng có dễ tin quá, nhiều khi rồi đầu óc mình nó mệt mỏi rồi làm em mất sáng suốt. Nếu cần thì thôi mình bỏ bớt xô đi, một tuần 4 xô thì bỏ 1 xô đi, đi 3 xô thôi. Chứ đừng bao giờ bỏ nghề. Tổ mà cho nghề mà không nhận là tổ phạt đấy. Xuyến không phải nghệ sĩ, có biết tổ là gì đâu. Nhưng lâu lâu nghe em hay nhắc đến tổ nghề, mà giới nghệ sĩ rất tin, nên hôm nay nàng nhắc lại cho em nhớ. Tường Linh trầm ngâm nói bằng giọng rất buồn. Cảm ơn anh chị, nhưng em gặp ma thật, chứ không phải tưởng tượng. Em cũng mong là em tưởng tượng, nhưng không phải. Rồi Tường Linh nhìn Xuyến và não nuột thêm. Chị ơi, nếu chẳng may em phải bỏ nghề đi hát, thì em buồn hơn chị chứ, em tiếc hơn chị chứ. Anh Doanh và chị còn có tài, còn có nghề, chứ em có cái tài gì đâu ngoài giọng hát trời cho. Tâm trở lại đề tài cũ, bực bội bảo Tường Linh. Ơ nhưng mà Linh đã gặp ma chưa? Gặp ở đâu? Kể cho mọi người nghe đi. Mà dù có ma thật thì cũng đâu có dính líu gì đến cái chuyện ca hát đâu. Chứ bộ con ma đó nó cấm Linh không đi hát à? Ma gì mà cật chớn vậy? Doanh gật đầu tán đồng ngay. Ừ cậu kể đi, biết đâu anh chị và Tâm có thể đưa ra một ý kiến gì đó giúp cậu. Có thể cậu cần đi gặp bác sĩ tâm lý hoặc là gặp psychiatrist. Trước sự hồi hộp chờ đợi của ba người, Tường Linh u sầu nói. Không có bác sĩ nào chữa được bệnh của em đâu, vì thực sự em đâu có bệnh gì. Rồi Tường Linh nâng tách trà nóng nhưng lại đặt ngay xuống và bắt đầu kể. Cách đây khoảng 3 năm, Tường Linh đi show ở một thành phố lớn bên Texas. Có cô gái tên là Mạc Lan, 22 tuổi, nhờ quen bầu show, được bầu show dẫn đến gặp Tường Linh. Qua lời giới thiệu, Tường Linh biết Mạc Lan không ở thành phố này. Cô phải lái xe hơn 2 tiếng mới đến nơi, và vì vậy Tường Linh cảm động, mời cô đi ăn. Huống chi cô lại rất xinh, dáng cao tóc dài, uốn rợn thả xuống quá vai. Nói chung Mạc Lan có cái nét đẹp và hiền của một hoa khôi tỉnh lẻ. Hôm ấy là thứ 6, Tường Linh chả phải làm gì, vì tối mai thứ 7, 9 giờ mới bắt đầu chương trình dạ vũ. Việc gặp gỡ fan hâm mộ như thế này là chuyện thường tình diễn ra gần như hàng tuần hay hàng tháng, không phải chỉ ở Mỹ mà khắp nơi trên thế giới. Các ban nhạc rock của Tây Phương sau mỗi buổi trình diễn, quản lý của ban nhạc và nhất là quản lý của ca sĩ chính thường có sẵn các cô hâm mộ chờ trong hậu trường để lên giường với nghệ sĩ. Một lần kỷ niệm rồi ai về nhà nấy, không liên quan đến nhau. Các cô gái Á Châu sinh trưởng hoặc lớn lên tại Mỹ ngày nay cũng có những cô thích lối sống thoải mái như vậy, không còn bị ràng buộc bởi những quan niệm lễ giáo khắt khe từ trước. Cho nên ăn xong, Mạc Lan về hotel ngủ với Tường Linh. Gần nhau 2 đêm thứ 6 và thứ 7, rồi sáng chủ nhật Tường Linh bay đi diễn show ở thành phố khác. Mạc Lan hân hoan chia tay, lái xe hơn 2 tiếng về nhà mình. Chuyện gặp gỡ cứ liên tục diễn ra như vậy được 3 năm. Hết Tường Linh về Texas, Mạc Lan đều lái xe đến gặp, vì chỗ nàng ở cộng đồng nhỏ quá, không ai tổ chức show. Gọi là một chuyện tình thì cũng không đúng, bởi Tường Linh không hứa hẹn gì, vì anh còn nhiều người hâm mộ ở rải rác khắp nơi. Mạc Lan cũng biết như thế nên không hề đòi hỏi tiến xa hơn. Nói chung, hai người chẳng có gì ràng buộc lẫn nhau. Cho đến cách đây khoảng 2 tháng, Tường Linh quay lại thành phố mà anh gặp Mạc Lan lần đầu. Anh không liên lạc với nàng, nhưng Mạc Lan coi poster quảng cáo và text ngay cho anh, hẹn gặp nhau sau hậu trường khi xong show. Tường Linh chỉ nhắn lại gọn gẽ 2 chữ see you. Mạc Lan vào coi gần hết chương trình thì ra xe ngồi chờ trong khu parking rộng phía sau vũ trường. Nàng sốt ruột đợi khá lâu mới thấy Tường Linh xuất hiện ở cửa sau. Nhưng anh không đi một mình,
quanh tường Linh có đến ba cô gái mặc mini skirt, nói cười thoải mái, xúm nhau đẩy tường Linh lên chiếc xe Lexus màu trắng đục. Mặc Lan đậu cách đó khoảng 10 mét, nhìn rất rõ vì tường Linh và các cô gái đứng ngay dưới ngọn đèn rực sáng trên tường dọi xuống. Mặc Lan buốt nhói trong lòng, nhưng chẳng lẽ lại xông tới rủi tường Linh hất hủi thì bẽ mặt. Vùng này đâu phải đất nhà của Mặc Lan, huống chi có đến ba cô vây quanh tường Linh, mà xem chừng cô nào cũng lớn tuổi hơn Mặc Lan. Nàng hậm hực lấy phone text cho tường Linh một lời trách móc: anh tường Linh, đã hẹn với em sao còn đi với người khác mà đi tới ba cô. Em lái xe hơn 2 tiếng để gặp anh mà anh xử với em như vậy sao? Thôi, từ nay đừng liên lạc với nhau nữa, vĩnh biệt anh. Rồi Mặc Lan quay về, phóng xe như bay trên xa lộ. Lúc ấy đã quá nửa đêm. Nàng cứ tưởng đêm nay sẽ là đêm thần tiên trong ô ten bên cạnh tường Linh. Nào ngờ nàng lồi thủi rút lui như kẻ chiến bại. Khoảng 2 giờ sáng, nàng gặp tai nạn trên xa lộ vì lái xe vừa bất cẩn, vừa thiếu tập trung, lao xuống vực đá. Khá lâu mới có xe cứu thương tới, cho nên trên đường đến bệnh viện thì nàng chút hơi thở cuối cùng. Nhờ cái phone văng ra còn nguyên vẹn, cảnh sát và người nhà mới biết tường Linh là người cuối cùng Mặc Lan liên lạc trước khi qua đời. Tường Linh kể đến đây tạm ngừng để uống hớp trà, xuyến bùi ngùi hỏi: rồi em có đi đám ma cô ấy không? Tâm cũng chen vào: Tâm cũng đang định hỏi Linh câu đấy đấy. Tường Linh mệt mỏi thở dài và phân trần: lúc đầu em cũng định đi, đây bay sang bên ấy có 3 tiếng, rồi lái xe thêm 2 tiếng nữa để đến nhà cô ấy. Nhưng nói chuyện với ông anh và nhất là bà mẹ cô ấy, em không dám đi nữa. Họ lấy số phone của em từ cell phone của Mặc Lan gọi cho em liên tiếp. Chả nhẽ em không trả lời, nhưng họ cứ làm như em là thủ phạm đã giết chết Mặc Lan. Doanh chen vào: thì trong lúc tang gia bối rối, tất nhiên họ muốn chút bớt những cái buồn phiền nên gay gắt với cậu. Có thể họ đã nghĩ lại. Tường Linh lấy cell phone, mở phần nhắn tin của Mặc Lan cho mọi người coi. Rồi anh mở luôn trang Facebook của Mặc Lan. Trong đó có bức hình lớn nàng chụp với Tường Linh lần đầu gặp gỡ. Xuyến chỉ thoáng nhìn đã mùi mùi nhận xét: con bé xinh quá, đẹp mà hiền, chết thật là uổng. Tâm cũng cắm đầu chăm chú nhìn và nối tiếc bảo: định mệnh thì lắm khi nó vô lý lắm cơ, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Tường Linh lấy lại cái phone và bảo Xuyến: vì cô ấy viết 3 cái chữ là vĩnh biệt anh, cho nên gia đình cô ấy cho rằng cô ấy tự tử vì em. Họ phỏng đoán rằng khi tách cho em, cô ấy đã có ý định tìm cái chết rồi. Nghĩ như vậy cho nên bà mẹ cô ấy chửi em như sát mũi vào mặt, còn đòi thưa em ra tòa. Doanh nói đùa: cậu nói với bà ấy là cậu có luật sư nhà, cãi miễn phí, đừng có thưa. Thật ra thì làm sao thưa cậu được. Xuyến suy nghĩ một chút rồi nói với Tường Linh: thì thật ra thì em đâu có trách nhiệm trực tiếp về cái chết đó đâu. Nghĩa là em không có gây ra cái chết của Mặc Lan, nhưng mà tại vì em hẹn cô ấy rồi lại ham vui đến với người khác, khiến cô ta buồn phiền, đâm ra là lái xe bất cẩn, và vì bất cẩn nên nó xảy ra tai nạn. Xuyến quay sang hỏi ông chồng luật sư: em nói như vậy có đúng không anh? Doanh gật đầu nhìn Tường Linh đáp: đúng, nếu cậu có trách nhiệm thì cảnh sát đã đến mời cậu đi thẩm vấn rồi. Xuyến nói tiếp: thì đấy, thì gia đình cô ta đọc cái trách cuối cùng của cô ta viết cho em. Tất nhiên là người ta con người ta mà, người ta xót, người ta thương, người ta tiếc, đâm là đổ hết tội cho em. Cho em là kẻ phản bội Mặc Lan, cho nên cô ấy mới cố ý tìm cái chết. Nhưng mà ngay cả cái việc mà xe cô ấy lao xuống vực thì cũng không thể biết được là cô ấy cố ý lao hay là chỉ là tai nạn. Có điều gia đình người ta đau lòng vì mất con cho nên chút hết giận hờn vào em. Tường Linh nói: vâng, chính vì vậy em không dám đến dự đám tang, khi mà cả nhà còn đang tức giận. Phải nói là căm thù em mới đúng. Em định chờ chuyện nguôi ngoai bớt, em sẽ bay đến. Nếu không gặp gia đình cô ấy thì ít ra cũng ra mộ.
chủ động tìm con gái mình đâu. Thôi thì cũng là định mệnh con mình nó vắn số mà ơi. Tường Linh không biết điều này nên cứ nơm nớp lo sợ, mà không thấy gia đình Mạc Lan phôn lại nữa. Im lặng một chút, Doanh tò mò hỏi: thế ba cái cô gái ở vũ trường mà đưa em ra đêm hôm ấy đó là ai? Cậu có hẹn hò gì với người ta hay không? Tường Linh nhấn mạnh: em đâu có biết là ai, chỉ là khán giả, là fan hâm mộ thôi. Nhưng em biết chắc họ là khách quen của vũ trường. Ba cô ấy đi với nhau không có chồng, không có kép, quậy tưng bừng từ đầu đến cuối, đứng luôn ngoài sàn nhảy không về chỗ. Họ uống rượu rồi bắt em uống. Họ đòi cởi cả áo của em trên sân khấu. Xuyến ngắt lời: hèn gì, anh Doanh nhà này cứ đòi làm ca sĩ. Tường Linh khẽ cười buồn rồi tiếp: các cô yêu cầu em hát bài Túy Ca và bài Say, mỗi bài là một ly XO bắt em uống. Trước khi hát bài Say đấy, thì em ngâm hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương: em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai. Mấy ông khán giả mê quá liên tục đưa bia lên bắt em uống. Có ông xách nguyên chai rượu mi mặc tay và cầm cái ly lên sân khấu cứ lè nhè đọc mãi câu: đời vắng em rồi say với ai, rồi rót rượu ra ép em uống. Show vũ trường đôi khi gặp cách vui quá đà, nghệ sĩ ứng xử rất là khó khăn. Security phải lên lôi ông xuống. Hát xong em say quá muốn gục tại chỗ. Ba cô đó mới dìu em ra xe đưa về khách sạn. Chủ vũ trường cho họ biết khách sạn em ở. Ba cô lục túi tìm chìa khóa rồi đưa em vào tận phòng, khiêng em lên giường rồi mới bỏ đi. Em chỉ cởi được áo jacket quăng lên sofa rồi nằm vật ra ngủ mất. 6 giờ sáng điện thoại báo thức, em chuẩn bị ra phi trường. Vào đứng tắm một lúc em mới tỉnh táo và sực nhớ đến Mạc Lan. Còn sớm quá nên em không có gọi, chỉ text cho cô ấy mấy chữ để xin lỗi. Dĩ nhiên em không hề biết lúc em gửi tin nhắn thì cô ấy đã chết rồi. Doanh lo lắng hỏi: cậu viết cái gì trong bản tin nhắn đấy? Tường Linh lật phone ra, bấm và quẹt miệng nói: em còn giữ đây này. Đây này anh xem đi. Em viết là sorry, đêm qua hát xong anh say quá, quên hết mọi chuyện, sáng nay tỉnh ngủ mới nhớ đến em. Đành hẹn dịp khác, đang ở phi trường sẽ gọi em sau. Doanh cầm lấy cái phone của Tường Linh đọc lại một lần nữa rồi kết luận: cậu viết rất gọn ghẽ mà không có gì sơ hở. Im lặng một lúc như để mặc niệm cái chết của cô gái trẻ bạc mệnh, Tâm quay sang hỏi Tường Linh: thế rồi từ mà hôm xảy ra tai nạn đến bây giờ đó, Linh đã đi viếng mộ hay là gặp lại gia đình người ta lần nào chưa? Tường Linh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn thẳng ra khóm cây mờ tối trồng sát bờ tường. Cành lá đang sột soạt lay động theo gió. Anh nâng tách cà phê lên, nhưng Doanh vội ngăn lại và nói: cà phê của cậu chắc nguội hết rồi, để anh rót cho cậu ly khác. Cậu cứ kể chuyện đi, cậu kể tiếp. Tường Linh chờ tách cà phê nóng, nhấp một hớp nhỏ rồi mới tiếp tục kể. Mạc Lan chết được gần 2 tháng thì câu chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng mới rất bất ngờ. Buổi tối hôm ấy thứ bảy, Tường Linh hát ở Bắc Cali. Đây là một rạp hát lịch sử, chuyên nghiệp, chỉ có ghế ngồi chứ không có sàn nhảy. Hát ở rạp khán giả mới biết ca sĩ nào thực sự hát hay. Hát ở vũ trường thì khán giả không quan tâm lắm, chỉ cần quậy lên cho không khí sôi động là được rồi. Huống chi vũ trường lại có rượu bia làm người ta ngà ngà say, đâu còn chú tâm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn như ở rạp hát. Hôm ấy như thông lệ, Tường Linh hát 3 bài. Anh đứng giữa sân khấu, sát ngoài bìa gần khán giả, vì chỗ đó đã được đánh dấu sẵn để ánh sáng trên trần rọi xuống cho đẹp. Mới hát được nửa bài thứ nhất thì nhìn xuống khán giả, ở giữa hàng ghế thứ 3, nghĩa là chỉ cách Tường Linh khoảng từ 4 đến 5 bước, anh thấy có cô gái mặc đồ trắng, tóc thả dài xuống che nửa khuôn mặt. Bất ngờ cô đứng dậy, hất mái tóc ra bờ vai sau, làm Tường Linh tái mặt, run rẩy rồi đánh rớt luôn cái micro xuống sàn, tạo ra một âm thanh vang dội như tiếng lựu đạn nổ. Rồi ngay sau đó, hai đầu gối Tường Linh quỵ xuống vì kinh sợ, mà chính anh không kiểm soát nổi, bởi cô gái ấy chính là Mạc Lan, người đã chết trên xa lộ cách đây 7 tuần. Gọi cho đúng thì đó là hồn ma Mạc Lan hiện về,
cô mặc đúng bộ đồ và để mái tóc y như buổi đầu gặp Tường Linh ở Texas cách đây gần 3 năm. Cô đứng nhìn Tường Linh mấy giây rồi men theo dãy ghế bước ra ngoài. Nhưng khi ra khỏi dãy ghế, cô vừa quay lưng lại phía Tường Linh thì hình ảnh cô hoàn toàn biến mất, tan loãng trong không gian, chẳng để lại một dấu vết gì nữa. Tường Linh vẫn quỳ lặng trên sân khấu, ngây người nhìn theo, mặc dầu Mạc Lan đã biến hẳn đi rồi. Hai người trợ lý trong hậu trường chạy ra nhặt cái micro và đỡ Tường Linh vào. Vài cái phone từ phía khán giả đưa lên chụp hình và quay phim liên tục. Tường Linh bước đi không vững, khán giả có cảm tưởng hai ông trợ lý phải xốc nách anh lôi vào. Cả rạp không ai hiểu gì cả, ban tổ chức cũng không ai biết gì. Nghệ sĩ ngồi chờ bên cánh gà lại càng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho Tường Linh. Chỉ biết chắc một điều, từ xưa đến nay, chưa hề có ca sĩ nào đang hát mà đánh rớt micro xuống đất. Ban nhạc ngừng chơi vì chẳng biết Tường Linh có hát tiếp hay không. Trong hàng ghế khán giả có vài ông nói lớn, chắc là bị stroke, Tường Linh bị stroke rồi. Kêu 911 đi, đưa đi nhà thương đi. Lại có bà nhận xét, không, cái kiểu này là trúng gió, phải cạo gió liền đi. Trong khi mời ca sĩ khác ra hát, bà bầu xô từ dưới cuối rạp hốt hoảng chạy lên gặp Tường Linh. Thấy anh ngồi đờ đẫn bên cánh gà, bà bầu xô cùng với nghệ sĩ xúm lại hỏi thăm. Nhưng Tường Linh không kể được vì chuyện rất phức tạp và dài dòng, và lại họ có biết Mạc Lan là ai đâu mà kể. Bà bầu xô lớn tuổi bảo Tường Linh, oh my god, cháu làm sao vậy hả cháu? Thôi được rồi, cứ ngồi đây nghỉ một chút rồi ra hát tiếp nha. Hát lại từ đầu, vì mới hát có nửa bài mà đã ngưng rồi. Oh my god. Tường Linh run run nói, cháu không hát được nữa, cháu không hát được nữa, cháu không ra nữa đâu. Bà bầu xô gắt nhẹ, oh my god, không hát làm sao mà được. Biết bao nhiêu khán giả mua vé vì cháu. Ngồi nghỉ một chút đi, gần gần cuối chương trình cũng được rồi hát nha. Nghỉ nghỉ cho khỏe, nghỉ cho khỏe đi. Tường Linh lấy Kleenex thấm mồ hôi trên mặt và đầm đìa quanh cổ áo. Anh cương quyết nói, cô cho ca sĩ khác ra hát thêm bài đi, cháu không hát được nữa đâu. Cô không trả cát xê cho cháu cũng không sao, nhưng cháu không hát được nữa. Bầu xô chỉ chết giải thích, không, trời ơi, vấn đề có phải là tiền cát xê đâu. Cô có tính toán gì tiền đâu, mà tại vì cháu có nhiều khán giả. Đây này, 4/4 trong cái chỗ này là khán giả của cháu đấy. Cháu đừng có làm cho họ thất vọng, cô xin đấy. Tường Linh nhấn mạnh, nhưng cháu ra họ sẽ còn thất vọng hơn, cô thông cảm cho cháu. Dù Tường Linh đã nói cứng như thế mà bà bầu xô vẫn cứ bảo cô MC ra thông báo. Tường Linh bị mệt, ngồi nghỉ một chút rồi sẽ trở lại gặp gỡ quý vị. Tường Linh không nói gì nữa. Đối với anh lúc này, dù có trải tiền ra sân khấu bảo anh ra hát rồi lượm về, anh cũng không còn hứng thú. Nỗi kinh sợ trong đầu làm mờ nhạt tất cả mọi thứ khác. Đôi mắt sầu thảm của Mạc Lan lúc nãy nhìn anh đăm đăm, khiến anh toát mồ hôi và chân tay bồn rủn. Giờ này đôi mắt ấy vẫn còn ám ảnh. Nếu bây giờ anh trở lại sân khấu, nàng lại xuất hiện nữa thì sao? Có thể anh sẽ đứng tên chết tại chỗ vì sợ hãi. Rồi báo chí sẽ loan tin Tường Linh bị heart attack, bị vì rượu, vì mỡ, vì đường. Hoặc thậm chí sẽ có người phịa ra là vì bạch phiến quá liều. Chứ không ai biết anh chết vì gặp ma. Ngồi một lúc lấy lại điềm tĩnh, Tường Linh đứng dậy, nép sau tấm màn ở cánh gà nhìn ra khán giả. Ở giữa hàng ghế thứ ba, chỗ Mạc Lan vừa ngồi, giờ này là một cô gái khác. Tường Linh kinh ngạc kéo bà bầu xô lại gần, chỉ tay ra chỗ đó và hỏi, cô ơi, ở giữa dãy ghế thứ ba có cái cô mặc áo trắng, tóc dài, cô thấy không? Cô đó là ai, cô biết không? Bà bầu xô gật đầu đáp ngay, ơi, con Lan chứ ai, khách quen của cô đấy. Không có xô nào mà nó vắng mặt cả. Nó còn trẻ mà nó làm chủ mấy tiệm nèo, nó giàu lắm. Mà lâu lâu nó còn bảo trợ xô cho cô nữa. Cháu muốn cô giới thiệu thì cô giới thiệu cho. Nghe tên Lan, Tường Linh càng giật mình hỏi, cái gì Lan? Ngọc Lan hay là... Bà bầu xô trả lời ngay, không, nó là cái gì? À, nó là Bạch Lan. Bạch Lan Võ, họ Võ. Cháu muốn gặp hả? Tường Linh chỉ chiết giải thích, vâng, cháu cần gặp cô ấy để hỏi thăm một chuyện quan trọng.
Bây giờ cô text cho cô ấy, bảo cô ấy vô hậu trường cho cháu gặp. Sau show cũng được mà vào ngay bây giờ thì lại càng tốt. Bầu show đang cần lấy lòng Tường Linh để anh ra hát trở lại, cho nên lôi cell phone ra và nhắn tin ngay cho người khách quen. 10 phút sau, Bạch Lan đi cửa hông vào sân khấu. Nhân viên bảo vệ vì đã quá quen mặt cô và biết cô thân với bầu show nên không thèm chặn lại hỏi. Vì tiếng ca tiếng đàn đều lớn, bà bầu show phải khoác vai Bạch Lan và ghé sát tai nói, bà bảo: "Lan này, Tường Linh nó muốn gặp em đấy." Bạch Lan rất ngạc nhiên vì bất ngờ, chính cô là người rất hâm mộ Tường Linh, mà giờ nghe Tường Linh cần gặp cô, làm cô rất cảm động dù chưa biết gặp để làm gì. Tường Linh đứng dậy, tiến nhanh lại bên cô, nhưng tiếng nhạc lớn quá nên anh lại phải lôi cô ra hẳn bên ngoài cửa hông, khép cánh cửa sắt lại rồi nói: "Anh xin lỗi làm phiền em. Em đang coi dở chừng mà bắt em vào đây." Bạch Lan, cô gái miền Nam, xua tay tươi cười đáp: "Dạ không sao đâu anh. Anh hỏi thăm là em vui lắm rồi." Tường Linh nghiêm mặt nhấn mạnh từng chữ: "Từ đầu chương trình tới giờ em vẫn ngồi tại chỗ hay có đứng dậy đi ra ngoài không?" Bạch Lan ngơ ngác nhìn Tường Linh đáp: "Thì nào giờ em vẫn ngồi chỗ đó mà. Ghế đó ghế của em. Em mua đứt cái ghế rồi đó." Đoán là cô chưa hiểu ý mình, Tường Linh nhắc lại: "Em có đứng dậy đi ra ngoài không? Nghĩa là em có rời cái chỗ đó lúc nào, chẳng hạn như là đi restroom, đi mua thức ăn, nước uống, có đi đâu không?" Cô gái lắc đầu nhìn Tường Linh: "Dạ không. Từ lúc đầu tới giờ em đâu có đi đâu đâu. Show hay quá chừng mà bỏ đi uổng lắm. Thôi nhưng mà anh hỏi chuyện đó làm chi vậy? Chết cha, bộ vé bị duplicate hả anh? Có vé giả hả anh?" Tường Linh phân vân định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy chẳng có ích lợi gì nên lại thôi. Rõ ràng là Bạch Lan vẫn ngồi ở đó từ đầu, còn Mặc Lan của Tường Linh thì chỉ là hồn ma, không có thể xác, cho nên hiện về ngồi đè lên Bạch Lan mà chính Bạch Lan không hề biết. Cô không biết bởi Mặc Lan chỉ có mình Tường Linh được thấy mà thôi, người chung quanh không ai nhìn thấy. Tường Linh bảo cô gái: "Anh cảm ơn em nhiều lắm. Bây giờ em về chỗ coi show tiếp đi. Anh sorry đã làm phiền em." Bạch Lan ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trước khi đi, cô đưa phone nhờ bà bầu show chụp cho cô một tấm hình chung với Tường Linh. Bạch Lan đi rồi, bà bầu show quay lại ngay và bảo Tường Linh: "Honey, bây giờ Honey ra lại sân khấu nhá. Hát một bài cũng được, à không, nửa bài cũng được. Miễn là, à đúng rồi, cháu cứ ra cháu nói vài lời xin lỗi sorry người ta, rồi hát nửa bài là họ thông cảm mà." Tường Linh ngồi yên, không đáp. Nể bầu show, nể khán giả, dĩ nhiên anh muốn trở lại sân khấu, bởi anh đang ở vào thời kỳ ăn khách nhất. Nhưng chẳng ai hiểu nỗi khổ của anh. Nếu bây giờ anh ra, Mặc Lan lại xuất hiện, thì anh đến đứng tim mất. Còn đang phân vân thì bà bầu show đã đẩy cô MC ra sân khấu, chúc mừng Tường Linh vừa thoát một cơn bạo bệnh và bây giờ trở lại với khán giả. Tường Linh đành miễn cưỡng đi ra, anh chỉ hát một bài thôi. Nhưng bà bầu vì chiều anh và chiều khán giả nên bà lấy 5 bó hoa hồng và nhờ 5 cô khán giả trẻ lên tặng Tường Linh sau khi anh hát. Những bó hoa tươi này do chính bà bày bán để kiếm thêm, tặng cho ca sĩ. Rồi thì ca sĩ lại đưa cho bà để bà lôi ra bán tiếp. Vì thế nghệ sĩ thường gọi là hoa recycle. Giữa tiếng reo hò của khán giả, Tường Linh ra sân khấu. Anh thấy rờn rợn, chân đi không vững, mắt mở trừng trừng nhìn chúng khán giả, nhất là hàng ghế thứ ba, chỗ mà lúc nãy Mặc Lan đã xuất hiện. Nhưng anh chỉ thấy Bạch Lan. Bạch Lan thấy anh ngó xuống phía mình, vội giơ tay lên vẫy vì tưởng Tường Linh âu yếm nhìn mình. Kỳ thực Tường Linh nhìn xem có hồn ma của Mặc Lan hay không. Anh từ từ lấy lại điềm tĩnh và hát biểu diễn một bài tủ rất hay. 5 cô gái đứng chờ trong cánh gà để tặng hoa cho Tường Linh, hân hoan lắm. Có sẵn một ông thợ chụp chuyên nghiệp mà bà bầu show mướn để làm quảng cáo và lưu giữ kỷ niệm. Các cô dặn ông thợ chụp là khi trao bông, từng cô sẽ ôm Tường Linh, chừng đó nhờ ông chụp hình cho từng người. Chẳng những 5 cô hài lòng, mà chắc là Tường Linh cũng sẽ rất mãn nguyện. Tường Linh hát xong đứng yên tại chỗ, các cô từ từ tiến ra, từng bó hoa hồng trao tặng, từng đôi cánh tay siết chặt, từng lời chúc mừng thắm thiết
và cuối cùng là những nụ hôn trên má. Đèn flash chớp lên liên tục và từ phía khán giả cũng có những cái phone đưa lên bấm lia lịa. Nhưng đến cô thứ sáu thì Tường Linh bỗng khựng lại. Cô trao bó bông thì Tường Linh đỡ được bó bông. Nhưng cô đưa hai cánh tay ra ôm lấy Tường Linh thì Tường Linh không cảm thấy gì cả. Nhất là khi Tường Linh giang hai cánh tay ra ôm lấy thân hình cô. Anh càng giật mình vì không thấy gì cả, không chạm vào bất cứ thứ gì, mặc dầu anh vẫn nhìn thấy cô đứng sát vào người anh. Làm xong phần vụ của mình, cô không quay lưng đi. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Tường Linh và bước lùi dần xuống, lọt hẳn ra ngoài sân khấu, nhưng cô không rớt xuống đất. Bấy giờ anh mới nhận ra là Mạc Lan. Anh kêu rú lên một tiếng rồi bỏ chạy vào trường. Giáp hát lại bị một fan nhốn nháo bất ngờ. MC lại ra xin lỗi và mời ca sĩ khác tiếp tục. Tường Linh vào cánh gà ngồi thở hồng hộc ở cái ghế kê sát vách. Mấy phút sau, ông thợ chụp hình hoang mang đem máy ảnh vào, mở ra cho Tường Linh coi và nói: bầu xô chỉ chọn có 5 cô thôi, tự dưng có thêm cái cô thứ 6. Không biết ai đưa vô, nhưng lạ lắm. Tường Linh nhìn đây này, không có cách nào tôi chụp được cái cô thứ 6. Chỉ thấy bó hoa cô ấy trao cho anh thôi. Tôi chụp cô ấy đến cả chục tấm, chụp để hỏi bà bầu xem cô ấy là ai, nhưng không ghi được tấm hình nào, chỉ có thấy bó bông thôi. Mấy người xúm chung quanh ông thợ chụp không hiểu ông nói gì, nhưng dĩ nhiên chỉ mình Tường Linh biết. Ông thợ ngoắc bà bầu xô lại và hỏi: chị cho 5 cô lên tặng ông Tường Linh đúng không? Bà gật đầu. Ông thợ hỏi ngay: thế còn cô thứ 6 là ai, ở đâu ra? Bà bầu xô nhăn mặt gắt nhẹ: làm gì mà có cô thứ 6, tôi chỉ có 5 bó bông thôi. Lập tức ông thợ bật lại màn ảnh cho bà coi lần lượt từ cô đầu đến cô thứ 5. Rồi ông nói: bây giờ chị nhìn này, chị chú ý này, đây là sắp tới cô thứ 6 này. Ông đưa màn ảnh ra cho bà coi, chỉ thấy Tường Linh đưa hai tay ra, rõ ràng anh đang vòng tay ôm một người nào đó, nhưng máy hình không thu được người đó, cho nên nhìn Tường Linh thấy tức cười lắm, như đang làm trò ôm không khí mà thôi. Bà bầu còn đang ngơ ngác thì ông thợ lại hỏi: cô đó là ai? Tại sao tôi chụp không được? Tôi chụp cả chục tấm, không tấm nào được là thế nào? Bà bầu xô bắt đầu thấy có cái gì bất thường. Bà quay lại hỏi Tường Linh: này này này, bé bì ơi bé bì, thế cái lúc mà cháu ôm cái cô cuối cùng á, cháu có cái cảm giác gì không? Cháu có biết cô ấy là ai không? Dĩ nhiên Tường Linh biết đó là Mạc Lan, nhưng anh không thể tiết lộ được. Anh nói: thì cháu cũng tưởng là người của cô đưa lên. Ông thợ chụp hình bình phẩm: chắc là ma, chắc chắn là ma. Dạp này có ma mà, tôi nghe đồn từ lâu lắm rồi. Ông không ngờ Tường Linh nhìn ông gật đầu, nhưng bà bầu vội gạt đi: thôi thôi, đừng nói gì hết nhé. Tuyệt đối là không bao giờ nói chuyện này ra ngoài. Đừng bao giờ nhắc tới ma nghe chưa. Trời ơi, người ta nghe ma thì khán giả, bố khán giả cũng không dám tới mua vé vào nữa nhé. Tường Linh uể oải bước trở lại ngồi thử trên chiếc ghế cũ. Những điều ông thợ chụp vừa nói, anh đều biết cả. Biết ngay từ cái lúc Mạc Lan ngẩng lên trao bó hoa cho anh, làm anh suýt ngã quỵ vì kinh sợ. Đời ca sĩ của anh có lẽ đến đây đành kết thúc, bởi cứ mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu, Mạc Lan lại hiện về, thì làm sao anh còn trình diễn được nữa. Huống chi hai lần nàng về trước mặt Tường Linh, khuôn mặt của nàng không còn bình thường như lúc còn sống. Trái lại, nó xanh xao nhợt nhạt, và nhất là đôi mắt sầu thảm, Tường Linh không dám nhìn. Bị ám ảnh bởi hình ảnh Mạc Lan. Một cơn gió thoảng, tiếng nhánh cây xào xạc ngoài sân, màn cửa sổ lay động, tất cả đều làm anh hoảng sợ vì có cảm tưởng Mạc Lan đang ở quanh đây. Mà có lẽ nàng ở quanh đây thật, bởi mỗi lần Tường Linh lên giường, anh đều ngửi thấy mùi dầu thơm Chanel số 5, loại nước hoa mà Mạc Lan thường dùng.
Tưởng Linh yêu mùi hương thầm đầm thắm ấy lắm, nên cứ nhớ mãi. Thế mà cả tuần nay hết lên giường đã thấy thoang thoảng mùi nước hoa đó. Suốt cả tuần nay anh không ngủ trọn giấc, nét mặt mệt mỏi hốc hác. Mấy lần định sang ngủ nhờ bên nhà Xuyến, nhưng lại sợ làm chị lo, nên Tưởng Linh dán thêm một tuần nữa xem nhà mình thế nào. Tuần này hát ngay tại Nam Cali, thành phố nhà. Rạp rất đẹp và gọn, chỉ có 1.200 chỗ và vé đã sold out. Tưởng Linh hồi hộp lắm. Một tuần qua rồi chẳng biết hôm nay sẽ ra sao. Anh nơm nớp chờ đợi. Nhưng lúc ra sân khấu, dĩ nhiên anh vẫn cố tỏ ra bình thường, tươi cười với khán giả và đưa mắt nhìn quanh tứ phía xem Mạc Lan có trong đám đông hay không. Rất may mọi chuyện đều êm xuôi. Anh hát chọn một bài không có chuyện gì xảy ra. Hát xong bài thứ nhất, anh xuống khán giả theo yêu cầu.